Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Căn Nhà Màu Vàng. Và ngày hôm nay trong chuyên mục Mỗi Kỳ Một Dự Án thì Nhân và chị Hà Baby đang có mặt tại dự án Vinhome Grand Park quận 9. Đây là dự án đã tạo ra một cơn sóng vô cùng to lớn trong năm 2019 đúng không chị? Và mất trong khoảng có một năm mà thôi. Trong vòng một năm. Và kể từ lần mở bán đầu tiên cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đã có những khách hàng để nhận những bàn giao những căn hộ đầu tiên thuộc phân khu The Rainbow, phân khu đầu tiên trong chuỗi dự án đại đô thị Vinhome Grand Park quận 9. Và bên cạnh là việc là đảm bảo tiến độ rất là tốt nè, cực kỳ thần tốc luôn, là chỉ trong vòng khoảng hơn một năm. Hơn một năm. 12 tới 18 tháng thì đã tiến hành bàn giao với một hệ thống cơ sở vật chất cũng như là các tiện ích vô cùng đầy đủ. Chính xác. Và Vinhome luôn luôn đi đầu trong về vấn đề tiện ích, là họ sẽ hoàn thiện về tiện ích trước để đảm bảo cho khu cư dân được có một cái không gian xanh cũng như là môi trường sống đầy đủ và họ không phải đi ra phía bên ngoài để mà tìm tới những cái tiện ích như vậy. Và như chúng ta trao đổi thì phân khu The Rainbow chỉ là phân khu đầu tiên trong cái cụm dự án đại đô thị này. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau xem thử xem là ở trong dự án Vinhome Grand Park của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ có những tiện ích gì mà biến cho cái dự án này trở thành một cái cơn sóng khổng lồ trong 2019 với số lượng là 10.007 căn. 10.007 căn trong vòng 17 ngày. Trong vòng 17 ngày. Và đội sale cũng như là tất cả những người hỗ trợ về mặt giấy tờ đã làm việc ngày đêm tới 12 giờ đêm và không ngừng nghỉ. Quả là một kỳ tích vô tiền khoáng hậu đúng không? Và không để mất thêm nhiều thời gian của các bạn nữa thì bây giờ Nhân và Thảo sẽ cùng nhau rảo bước xung quanh cái dự án này để cùng nhau chúng ta khám phá những tiện ích ở đây nhé. Hãy chúng ta cùng nhau. Ok, đi thôi. Thì bây giờ là chúng ta đang đi vào cái công viên trung tâm đúng không chị? Là điểm nhấn lớn nhất của cái dự án Vinhome Grand Park này. Chính xác. Và tại cái khu vực này em đang đứng đó là công viên chủ đề tên là khu vườn tình yêu. À, khu vườn tình yêu. À, chả chắc ở đây, đây á, trong 36 hectare công viên thì sẽ có những cái công viên chủ đề nhỏ chi tiết bên trong. Cái công viên lớn 36 hectare người ta gọi chung đó là Grand Forest và được công nhận là công viên có thể nói là lớn nhất Đông Nam Á hiện tại. Wow, nghĩa là chủ đầu tư Vinhome đã mang một cái công viên xanh lớn nhất khu vực Đông Nam Á vào một dự án gọi là residential, một dự án dân cư nhà ở như vậy. Thì đây rõ ràng là một cái gọi là mức độ chịu chơi rất là lớn đúng không? Tại vì kinh phí mà bỏ ra để làm tiện ích nó còn lớn hơn cả là kinh phí mà họ xây lên căn hộ cũng như là những khu thấp tầng như là The Manhattan, The Glory và The Rainbow. Nhưng mà thật ra có một cái điểm em khá là mà quan tâm và mình nói rất nhiều trong những dự án khác. Khi mà chúng ta đề cập tới vấn đề là mật độ xanh trong một dự án thì thật ra cái bên cạnh cái việc là phải bỏ rất nhiều chi phí dành cho cái việc mà tiến hành xây dựng thì chi phí vận hành và bảo trì mới là vấn đề đáng lo ngại và đau đầu nhất của các chủ đầu tư. Tại vì hãy tưởng tượng với một công viên 36 hectare với mật độ xanh dày đặc đến như vậy á thì cái việc mà duy trì một đội ngũ là chăm sóc cây xanh nè, tưới cây nè, chăm hoa vân vân và rất nhiều các hoạt động khác nó sẽ ngốn một cái khoản chi phí rất là khổng lồ. Như chị thấy thì đây là một cái điểm nổi bật mà Vingroup đã làm được từ những cái dự án trước như là Vinhome Golden River và Vinhome Central Park. Và tới thời điểm hiện tại thì Vinhome Grand Park đang là một cái tụ điểm để mà cho cư dân cũng như là khách hàng từ khắp nơi, không những là từ Sài Gòn mà từ khắp nơi về đây để mà mua sinh sống và làm việc. Và cái điều chúng ta nói một tí về cái tạo ra một tụ điểm, dùng một cái từ em khá là thích là tụ điểm.
đó là việc mà ban đầu khi mà chúng ta nghĩ về Vinhome Grand Park, mọi người nghĩ về quận 9 thì cái ý niệm đầu tiên trong đầu phần lớn khách hàng sẽ là xa quá, ai sẽ đi quận 9 để sống đúng không? Nhưng mà chúng ta thừa biết là việc mà thành phố Hồ Chí Minh ngày càng trên quá tải và với số lượng người ngày càng đông, thì điều này nó sẽ khiến cho gây ra một cái áp lực vô cùng to lớn đối với cái việc mà giải quyết cái bài toán về gọi là dân số, bài toán dân số và cũng như là các môi trường về làm việc. Thì nó có một cái vấn đề đặt ra là làm sao để giải quyết được bài toán này khi mà những thành phố vệ tinh, ví dụ như là Đồng Nai, Bình Dương thì cái cự ly thì nó quá xa và nó là thường là tập trung vào mảng công nghiệp. Thì quận 9 và đặc biệt là khu đông của Sài Gòn bỗng nổi lên như trở thành một giải pháp thay thế cho việc này. Khu đông thực ra là đã phát triển trong 5 năm vừa qua rồi, bắt đầu phát triển là từ 2015 và tới thời điểm hiện tại thì Vinhome Grand Park đang là một cái vị trí mà khách hàng rất là ưa thích, không những vì tiện ích bên trong về khu công viên và những tiện ích khác. Ngoài ra thì cái điểm kết nối của Vinhome Grand Park cũng rất là gần đi vào thành phố sau này. Hiện tại thì như sáng nay thì em và chị đã đi tới đây trong vòng khoảng 40 phút từ trung tâm quận nhất. Thì sau này cái điểm tại Vinhome Grand Park sẽ nối với bến xe miền Đông là cái điểm cuối cùng của tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên và sẽ được đưa vào hoạt động tầm cuối năm sau. Dự kiến là cuối năm sau đúng không? Dự kiến là cuối năm sau. Thì nó sẽ rút ngắn được cái khoảng cách từ trung tâm đi ra tới dự án tầm 30 phút. Và ngoài ra thì sẽ có một cái đường là Vành Đai 3, là một cái tuyến đường huyết mạch để sẽ chạy ngang qua dự án của chúng ta. Thì chị nghĩ trong thời gian tới về cái vị trí địa lý thì Vinhome Grand Park cũng có thể gọi là một cái vị trí đắc địa bên trong quận 9, không quá xa cũng không quá gần, để mà hưởng những cái tiện ích cũng như là một cái môi trường sống xanh và tạo tới cho khách hàng một cảm giác như là họ đang nghỉ dưỡng tại chính ngôi nhà của họ chứ không phải là họ đang ở trong một cái khu cộng đồng dân cư hoặc là một cái khu chung cư bình thường. Đó là cái điểm mà em thấy nó vô cùng quan trọng, tại vì Vinhome nó vai trò giống như là một đầu tàu cho việc là thực hiện cái sự chuyển dịch dân cư ở khu vực thành phố. Khi mà dự án Vinhome Grand Park, như nó là Grand Park đó, đại công viên, đại đô thị. Grand Forest. Yeah. À đúng rồi, và chúng ta đang đi đang đứng đây. Tại Grand Forest. Ở đây là một cái công viên chủ đề lấy ý tưởng từ quốc đảo sư tử Singapore. Nếu như mà em hay đi qua Singapore thì em qua đó sẽ thấy là ở Singapore cái đất nước của họ rất là bé, nhưng mà Singapore đang là nước gọi là con rồng châu Á đúng không? Sạch nhất thế giới và cũng như là tân tiến nhất thế giới. Và họ cũng tạo ra những cái công viên chủ đề ở bên trong đất nước của họ, vì họ nhìn ra được là cái đất nước của họ không có lớn. Thì cũng giống như là Vinhome Grand Park ở đây, thì họ tận dụng được cái 271 hectare của họ và họ dành 36 hectare để mà làm công viên như thế này. Một đại công viên, đúng nghĩa. Bây giờ chị sẽ dẫn em vô khu phố Đèn Lồng. Phố Đèn Lồng Nhật Bản hả chị? Ok, ủa chị, em thấy là ở đây mình cái gọi là cái key selling point, cái thời điểm mà mình bán dự án này đó là công viên 36 hectare. Mà em thấy trên mạng lúc mà cái thời điểm mà mọi người bàn giao á, thì mọi người có đi picnic và check in một cái điểm rất hay, nó là biển nhân tạo á chị. Thì em không biết là cái biển nhân tạo nó nằm đâu ở trong cái khu vực này. Ok, bây giờ chị sẽ dẫn em đi nhé. Ok, nhanh lên, em muốn thấy. Và đây, trước mặt chúng ta đó là khu biển nhân tạo. Trời, đã quá sung sướng quá. Nhưng mà đặc biệt là dọc theo cái đường biển nhân tạo á, sẽ có các hàng chục cái chốt barbecue để cho cư dân sử dụng. Đúng rồi. Ok, và coi thử xem. Và cát ở đây là được nhập về, trở về từ Nha Trang là cát trắng. Chả trách là nhìn cái màu sắc á, với lại cái cảm giác cát nó có vẻ rất là khác đi rất nhiều ha. Và bên cạnh là một biển nhân tạo mang lại cảnh quan đi, thì chắc chắn cái khả năng điều tiết nhiệt độ cực kỳ quan trọng. Về nhiệt độ và điều hòa không khí cũng như là môi trường ở khu vực Vinhome Grand Park sẽ rất là tốt. Là họ cư dân cũng có thể là nghỉ dưỡng ở đây. Chính xác. Họ cũng không nhất thiết dùng một cái từ rất hay ở cái đoạn mở đầu đó là họ có thể nghỉ dưỡng ngay tại trong ngôi nhà của mình. Em thấy cái điều đó là điều cực kỳ quan trọng luôn.
khi mà chúng ta ở một cái thời buổi mà ví dụ như chị em mình trẻ thì không nói đi, tụi mình làm việc 5-6 ngày một tuần là chuyện bình thường. Nhưng ví dụ những đối tượng gia đình thì sao? Con cái ví dụ như muốn đi chơi đến trung tâm con nhỏ thì họ sẽ không có quá nhiều thời gian để mà di chuyển, hoặc là công việc quá bận rộn thì gia đình nhiều khi là ba mẹ cũng không có thời gian để mà dẫn con cái mình đi du lịch cuối tuần. Và kể cả khi muốn đi chơi đi chăng nữa thì chúng ta cũng quá ít sự lựa chọn đi. Trong thành phố của thành phố thì cái như là công viên mảng và xanh đặc biệt này, là đang là mùa dịch nữa. Yeah, rất là hạn chế đúng không? Thì cái việc mà sở hữu cho mình một cái đại công viên như thế này nó chắc chắn là một sự lựa chọn hoàn hảo cho đối tượng gia đình. Nhưng mà bên cạnh cái đại công viên như thế này, Vingroup còn mang đến cho cư dân những cái tiện ích rất là thiết thực như là Vinschool dành cho trẻ được đi học tất cả các cấp nè, với lại với cái chuẩn giảng dạy là theo chuẩn quốc tế. VinMap là hệ thống bệnh viện quốc tế được các bác sĩ được đào tạo tay nghề cao sẽ về đây để mà làm việc tại VinMap. Rồi khối văn phòng. Có office. Ngoài ra còn có office nữa. Cái điểm này khá là thú vị nha. Em cũng theo dõi Vin khá là nhiều nhưng mà em không nghĩ là có cái mảng. Thì lúc đó sẽ thu hút rất là nhiều công ty lớn sẽ về đây. Thì nhiều khi là cư dân của chúng ta không cần phải đi làm quá xa mà làm tại ngay cái khu vực. Đó chắc chắn sẽ là một trong những cái điểm mấu chốt trong việc gọi là tạo ra sự chuyển dịch công tư này. Và không chỉ mình đang nói về một sản phẩm trong một chuỗi sinh thái mà tập đoàn Vingroup đang muốn tạo ra. Và thật sự là nói tới khúc này nói cái da ốc lên nó bị sự tự hào. tại vì chúng ta đã đợi rất lâu rồi. Chúng ta nhìn vào Hàn Quốc đi, chúng ta nhìn vào Nhật Bản đi, họ có những gọi là thương hiệu quốc gia. Nghĩ về Hàn Quốc chúng ta có Samsung đúng không? Nghĩ về Nhật Bản chúng ta có Honda. Vậy thì sau này khi nghĩ về Việt Nam chúng ta có Vin, là một đơn vị có thể cung cấp, một tập đoàn có thể cung cấp một chuỗi hệ sinh thái, ví dụ như là ở Vinhome nè, học Vinschool nè, chăm sóc sức khỏe VinMax nè, rồi chạy xe VinFast nữa, và chưa kể là xài luôn cả điện thoại VinSmart nữa. Ngoài ra còn có họ sẽ phát triển luôn một cái hệ thống VinBus. Đây là một mảng mới hả chị? Chính xác là hiện tại mình chỉ có cái dạng là xe bus của thành phố mà thôi. Nhưng mà VinBus ở đây họ sẽ phát triển theo cái hướng hiện đại hơn, sử dụng nhiều công nghệ hơn. Nhắc về vấn đề công nghệ thì hình như Vinhome Grand Park cũng sẽ là đại đô thị thông minh mà được Vin phát triển, bởi vì ứng dụng rất nhiều công nghệ, ví dụ như là camera an ninh 247 nè, rồi công nghệ nhận diện khuôn mặt nè, nhằm mang lại tính an ninh bảo mật cao nhất cho cư dân sống ở đây đúng không chị? Và chị rất là thích một cái tiểu tiết nhỏ ở bên trong cái công nghệ của họ, đó là một cái hệ thống mà sử dụng cho các gia đình có con trẻ. Khi mà đi học thì các bé sẽ đeo được một cái vòng tay để mà ba mẹ có thể phát hiện là bé đang ở đâu để mà kiểm soát dễ dàng. Một GPS đúng không? Một cái GPS để mà định vị được con mình đang ở đâu. Trong trường hợp là bé đi bị lạc. Chắc chắn đó là một khu đại đô thị như thế này thì đó là một cái công nghệ cực kỳ hữu dụng. Nhưng mà hy vọng là các chị nhà đừng có xài nó lên các anh nhé. Chắc chắn rồi, không thể nào. Lúc đó nó sẽ trở thành một trong những cơn ác mộng của mọi thời đại luôn. Ok, vậy thì đó là tất cả những gì rất là hấp dẫn. Ôi, bên đây nhìn thơ mộng quá chị ha. Rất là thơ mộng. Tới đây là muốn ra ngầm nghỉ dưỡng, chặt trái dừa xong rồi chẳng muốn quay hình gì nữa. Quá lâu, hành trình rất là dài đúng không chị? Cũng may là mình mới đi có một chút xíu thôi đó. Mình chỉ mới đi có 1/3 công viên của 36 hectare thôi em. Rất khủng khiếp. Quả thật là nếu mà sống ở Vinhome Grand Park thì đây giống như là mỗi ngày là một chuyến phiêu lưu khám phá về cái nơi mình ở. Không cần phải ra phòng gym luôn. Chắc chắn luôn. Và lấy được ánh sáng, gió, nắng tự nhiên luôn. Và chưa kể là nãy giờ mình quên chụp hình check in rồi sống ảo rồi các kiểu đó. Ok, vậy thì đó là tất cả những thông tin mà Nhân và chị Thảo muốn gửi đến tất cả những người xem của kênh Căn Nhà Màu Vàng về thông tin về dự án Vinhome Grand Park. Và nếu như các bạn cảm thấy là thích thú hoặc có những câu hỏi nào đó mà muốn Căn Nhà Màu Vàng giải đáp, đặc biệt là về dự án Vinhome Grand Park lần này, thì hãy cho chúng mình biết ở phần comment bên dưới nhé. Ngoài ra nếu các bạn thích kênh Căn Nhà Màu Vàng của chúng mình thì các bạn like và share. Nếu các bạn nào chưa subscribe thì nhớ subscribe cho kênh Căn Nhà Màu Vàng của chúng mình nhé. Bởi vì điều đó sẽ là một cái động lực to lớn cho team tụi mình tiếp tục lựa chọn những dự án khác, làm những cái dự án mới, và những cái khu độc đáo giống như là Vinhome Grand Park. Và bây giờ thì mình là Quốc Nhân, mình là Thảo. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Ta-da!